Đỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 14 tháng 1 năm 2019. Thành Luân xin trân trọng giới thiệu quý vị một số nội thất phòng thờ bằng gỗ gụ được Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi vừa hoàn thiện xong phần hoàn thiện cuối cùng. Và bộ sản phẩm trên Thành Luân chúng tôi cũng đã hoàn thiện xong theo đơn đặt hàng của anh Sơn. Anh đến từ Bãi Tháp Đan Phượng, Hà Nội. Và anh đã đặt hàng Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi gồm có: thứ nhất là một bộ hoành phi câu đối lòng mo bằng gỗ gụ. Đây, bộ hoành phi câu đối lòng mo gỗ gụ. Và chữ là chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của gia đình. Gia đình mang chữ đến, chúng tôi làm chữ theo đơn đặt hàng. Đây, quý vị đang thấy đây là bức hoành phi. Hoành phi với ba chữ. Chữ này chúng tôi cũng chưa nhớ được tên bởi vì là làm theo yêu cầu của gia đình. Chúng tôi phải nhìn giấy rồi thì mới đọc được cái chữ này. Và ở câu đối, câu đối lòng mo này là câu đối 11 chữ. Chữ theo chữ gia đình đưa ra và chúng tôi là làm theo đơn đặt hàng. Bên này cũng vậy. Thành Luân chúng tôi là chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã, kích thước và loại gỗ. Và chúng tôi là làm theo ý tưởng mà khách hàng đưa ra. Và tiếp theo là một bức thiều trâu. Bức thiều trâu này là cũng làm bằng gỗ gụ, làm bằng đẳng cấp và đỉnh cao. Toàn bộ đường nét được đục chạm thủ công, tinh hoa và sắc sảo. Những khách nào có nhu cầu vui lòng liên hệ với Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại trên màn hình là 0967 110389 hoặc 0972 770888. Và phía bên này, phía bên này là một bộ cuốn thư câu đối bằng gỗ gụ mẫu Phượng Hoàng. Mẫu Phượng Hoàng và chữ này là chúng tôi cũng là làm theo đơn đặt hàng của gia đình. Gia đình đưa chữ cho chúng tôi là làm theo chữ mẫu của gia đình mang tới. Và cái ở bức cuốn thư này thì ba chữ là Đức Lưu Quang. Cuốn thư Phượng Hoàng rất chi là đẹp. Mọi thông tin chi tiết quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại là 0967 110389 hoặc 0972 770888. Chúng tôi chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã, kích thước của loại gỗ. Ngoài ra tiếp tục là một bức cửa võng. Đây, một chiếc cửa võng quý vị đang thấy đây. Cửa võng này chúng tôi là đục chạm, cũng toàn bộ là đục chạm thủ công và làm theo kích thước của không gian phòng thờ gia đình. Rất chi là đẹp, rất đỉnh cao. Thành Luân chúng tôi là chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã, kích thước của loại gỗ. Quý khách nào có nhu cầu vui lòng liên hệ với Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại là 0967 110389 hoặc 0972 770888. Video quý vị đang xem chúng tôi quay tại cơ sở 1 của Đồ Gỗ Thành Luân, nằm tại đầu thôn Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Hôm nay là ngày 14 tháng 1 năm 2018 và xe chúng tôi cũng đã đợi sẵn và chuẩn bị đi bàn giao gia đình nhà anh Sơn ở Đan Phượng, Hà Nội. Với thay mặt Thành Luân xin chân thành cảm ơn gia đình nhà anh Sơn đã tin tưởng đặt hàng và xin kính chúc anh gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Chúng tôi xin được tạm dừng video clip tại đây và xin chào hẹn gặp lại các khách trong những video clip sau. Xin trân trọng cảm ơn.